Minh Vương, cựu thành viên nhóm M4EU, cho biết anh đi diễn tại Hải Dương vào ngày 25 tháng 1. Tối ngày 30 tháng 1, anh nhận được thông báo mình đã tiếp xúc với một F0. Ngay sau đó, nam ca sĩ đến cơ quan y tế gần nhà để báo lịch trình. Hiện, anh thực hiện cách ly tại tiểu đoàn 58, Quốc Oai, Hà Nội. Minh Vương chia sẻ ban đầu khi biết tin mình là F1, anh lo lắng. Bởi ngoài người thân trong gia đình, anh còn gặp gỡ khán giả trong một chương trình khác vào ngày 26 tháng 1 tại Quốc Oai. Đến hôm nay, anh đã nhận kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính. Gia đình tôi có con nhỏ, bà xã lại đang mang bầu. Lúc ấy, tôi khá hoang mang. Tôi được vợ động viên, trấn an tinh thần. Tôi chỉ cầu mong mình không sao để tránh ảnh hưởng đến mọi người. Hôm nay, tôi có kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1. Khi được thông báo kết quả âm tính, tôi tạm thở phào. Tôi gọi điện về cho bà xã rồi. Tôi cũng báo tin cho chính quyền địa phương huyện Quốc Oai để người dân yên tâm hơn. Minh Vương cho biết hai ngày qua, anh đã dần thích nghi với cuộc sống ở khu cách ly. Mỗi ngày, anh và những người cách ly được kiểm tra thân nhiệt 2 lần vào sáng và chiều. Tôi ở cùng 3 người khác. Phòng ở đây sạch và thoáng mát. Tôi bị khó ngủ vào buổi tối nhưng mọi thứ đều ổn. Sức khỏe của tôi vẫn tốt. Chúng tôi cũng phải chấp hành nội quy nghiêm chỉnh, đeo khẩu trang, không tụ tập, nói chuyện đông người. Tôi tranh thủ thời gian tập thể dục thể thao. Sắp tới, tôi định nhờ người gửi máy tính cá nhân vào để có thể làm nhạc những lúc rảnh rỗi, Minh Vương nói. Cựu thành viên nhóm M4EU tâm sự anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần năm nay đón Tết Nguyên đán ở khu cách ly. Theo anh, lúc này, việc tổ chức đón năm mới như thế nào không quan trọng bằng công tác phòng chống dịch. Có lẽ sẽ là một cái Tết khó quên trong cuộc đời. Trước đây, tôi chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy. Tôi cũng chưa biết trong này có tổ chức gì để đón năm mới không. Nhưng trước mắt, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch. Đợi đến đêm 30 Tết, nếu được cho phép, tôi muốn biểu diễn một chương trình ca nhạc nhỏ ở khu cách ly để đón giao thừa cùng mọi người. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không tụ tập. Ai ở đâu thì vẫn đứng yên đó và cùng nhau nghe nhạc. Minh Vương bảo ở trong này, anh vẫn cập nhật tin tức hàng ngày. Anh thương những em học sinh cũng phải xa gia đình để đi cách ly như mình. Tôi nghĩ các em nhỏ làm được, thì người lớn càng phải có trách nhiệm với cộng đồng, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Năm nay, không chỉ riêng tôi hay những người đi cách ly phải đón Tết xa nhà đâu. Ngoài kia, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu, lực lượng chiến sĩ biên phòng, an ninh, hậu cần ở các điểm nóng còn vất vả hơn chúng ta rất nhiều. Anh gửi lời nhắn, một người hãy vì mọi người. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, tuân thủ quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế là một trong những cơ sở quan trọng để ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh lúc này. Ngay sau khi chia sẻ thông tin và hình ảnh trong khu cách ly, Minh Vương nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ bạn bè và khán giả. Theo giọng ca Vệt Nắng Cuối Trời, anh vẫn giữ vững tinh thần lạc quan trong ngày đầu đi cách ly tập trung và vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe. Minh Vương tên thật là Trần Minh Phương, sinh năm 1984 tại Hà Nội. Để bước trên con đường sự nghiệp âm nhạc, Minh Vương đã theo học khoa guitar cổ điển trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong thời gian học tập, anh từng thành lập nhóm nhạc có tên 8X. Thành viên trong nhóm 8X có ca sĩ Bằng Cường và Tô Minh Đức. Sau đó, nhóm nhạc phát triển lên 5 thành viên và đổi tên thành M4EU. M4EU tan rã sau một thời gian hoạt động vì không đạt được kết quả như mong muốn. Các thành viên trong nhóm nhạc bắt đầu có những hướng đi mới trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, ở nhiều chương trình, các thành viên trong nhóm M4EU vẫn thường xuyên tham gia cùng nhau. Năm 2008, Minh Vương sáng tác bài Mưa và được thể hiện bởi ca sĩ Thủy Chi cùng các ca sĩ trong nhóm M4EU và trở thành bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn vào tháng 6. Tuy nhiên, ca khúc đã bị loại khỏi danh sách những bài hát được bình chọn do Nghi Án Đạo Nhạc. Sau khi hoạt động solo, anh được nhiều người yêu thích khi sở hữu loạt hit đình đám như Vệt Nắng Cuối Trời, Nhớ Em, Nỗi Nhớ Mang Tên Em, Nỗi Đau Xót Xa, Xe Đạp, Em Ơi Lên Phố, Chúc Sinh. Năm 2014, nam ca sĩ lập gia đình và hiện đã có một con gái. Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và là một giọng ca đắt sâu ở khu vực phía Bắc.